Thì ngày hôm nay là ngày 22 Tết rồi ha. Hôm nay thì em lên video ngày ngày cuối ha. Em sẽ nhận đơn là ngày hôm nay thôi. Rồi qua ngày hôm mai là em không có nhận đơn nữa ha. Em đi ship cho anh em mình là ngày ngày mai nữa là em không còn nhận đơn nữa. Khi anh em mình muốn đặt thì anh em cứ đặt trước cho em, thì sang năm em mới gửi được. Bên em là bán hàng là ship có toàn quốc, bên em là không bao ship, mỗi đơn với ship là 30.000. Khi anh em mình đặt hàng thì anh em mình cho em địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận hàng, em sẽ ship hàng tới nhà. Khi hàng tới nhà thì anh em tháo ra đúng hàng rồi anh em mình thanh toán tiền cho shipper, bên em là không có nhận cọc. Thì hôm nay thì em sẽ đi sơ qua từng sản phẩm cho anh em mình muốn mua được cái nào thì anh em mình mua. Trong ngày nay thì anh em đặt hàng thì em sẽ còn giao, qua ngày mai là em sẽ không có nhận đơn nữa. Thì những mặt hàng bên em thì nó cũng có đa dạng bình xăng con, đủ đời xe, đủ loại. Như là Corbo, Inox 304, từ đời xe số, thằng tay gam đều có. Lại phía bên trong đó là phụ tải 500 kg á. Thằng này là 700 kg nè, 500 kg là 480 ngàn, 700 kg là 580 ngàn. Dòng cặp phụ này rất là nặng, một cặp nó nặng tới là 4 kg lận, cho nên phí ship nó sẽ là 50 ngàn ha. Ở đây những dòng là cổ hút, gọi là của quay alpha nè, quay quay a nè, quay đời cao nè, Supreme, Rim Thái là em đều có hết. Bình xăng thì em sẽ có là bình xăng 100cc có quay a đời cao nè, 530 ngàn, lựa bình đẹp là 58. Quay RTX là 500 ngàn, lựa bình đẹp là 550 ngàn. Sirius 500 ngàn. Quay RS Thái có ống đồng nữa nha, 600 ngàn bình. Này là Supreme đời cao. Quay RS 110, quay A 110. Full Chanel. Đây cũng full Chanel đẹp, em lựa ra mấy bình đẹp thì em bán giá nó sẽ hơi cao. Và full chờ 2, full chờ mập. Đây thì có bình tay ga này thì anh em đặt qua Tết em mới gửi. Đây là cu đề quanh pha lốc đen, quanh pha lốc trắng, rim Thái. EC sẽ có EC rim Thái với EC quanh pha, sạc Honda, sạc Yamaha. Khóa xăng điện. Đó, em mới về được một số bình rã xe nè, bình này chưa vệ sinh nè. Là có quay alpha lốc đen, quay alpha lốc trắng ZX. Này là rim Thái nè, đời tem lửa nè, cúp 50 nè, 81, 86, 50 nè, 70, 90, 82, 86. Mấy dòng này là anh em mình đặt thì qua Tết em mới giao ha. Anh em đặt trước thì anh em mình đặt, chứ qua Tết thì nhầm khi nó cũng sẽ hết. Rồi em chào tạm biệt.